Hello mọi người ơi, hôm nay mình sẽ thử làm thầy giáo dạy vẽ cho hai người bạn cùng nhà của mình, Ratun Phạm và Wang Kichi. Đầu tiên thì thầy giáo sẽ phát giấy cho các học trò nhé. Bước đầu tiên và rất cơ bản thì mọi người cần học đó là cách dán giấy. Mình sẽ làm mẫu rồi Tun và Hồng Anh sẽ làm theo. Không thì tưởng dễ nhưng mà không phải ai cũng làm được đâu nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chân dung tự họa của bản thân mình. Đầu tiên là chúng mình sẽ vẽ khuôn mặt. Để cho đơn giản thì chúng ta chỉ cần vẽ một hình chữ U. Sau đó thì tùy theo tóc của mỗi người mà mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ tóc của bản thân. Tóc của Tun hơi xoăn xoăn thế là mình hướng dẫn Tun vẽ theo hai hình chữ S. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của mình thì nó cũng ra gì phết đấy chứ mọi người nhỉ. Còn tóc của Hồng Anh vừa dài vừa xoăn thì chúng ta sẽ vẽ hình lượn sóng. Cơ bản rồi chúng ta sẽ vẽ thân hình và một cái cánh tay say hi. Đây cũng là cái bước khó nhất của bài vẽ hôm nay đấy mọi người. Và cuối cùng tùy theo tính cách của mỗi người mà mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ khuôn mặt tùy theo ý thích. Thì hôm nay là buổi vẽ đầu tiên nên mình sẽ hướng dẫn hai bạn vẽ màu sáp dầu để cho nó dễ nhá. Với màu sáp dầu để tô cho đều thì mọi người cứ tô một lớp màu trước rồi chúng ta sẽ dùng tay để di ra sau. Chỗ nào nhỏ quá không di màu được thì chúng ta có thể dùng tăm bông để di nha mọi người. Hướng dẫn các bạn tô màu nhưng mình cũng không quên để hoàn thành cái bức tranh của mình. Để tranh chân dung được thêm phần cute thì mọi người đừng quên tô má hồng. Tranh thì đơn giản vậy thôi nhưng mọi người cũng cần một chút tỉ mỉ đấy nha mọi người nha. Và đây là thành quả cuối cùng của bọn mình. Bóc băng dính ra là chúng ta đã có 3 bức tranh hết sức là đáng yêu. Phải nói là đây là lần tiên tôi làm thầy giáo nhưng mà kết quả cũng khá là mỹ mãn. Và cuối cùng thì mọi người đều có tranh đẹp để dán lên cửa phòng của mình. Mọi người muốn lần sau bộ 3 chúng tôi còn làm gì nữa thì comment nha. Bye bye.